Chào mọi người đã quay lại kênh của Bếp Ban Đất Tây Nguyên. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một lô đất tọa lạc tại thôn 8, xã Kiến Thành, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông. Lô đất của mình thì có 30 mét mặt tiền đường bê tông nè, xung quanh dân cư sống xung quanh mọi người đông đúc, có đường điện đầy đủ. Đây là 30 mét mặt tiền đường đất. Diện tích của lô đất của mình là 1,5 hectare. Diện tích của mình là 1,5 hectare nở hậu. Lô đất của mình là nở hậu nha mọi người. Nở hậu là 100 mét. Nở hậu 100 mét, đất bằng lài đẹp đẹp. Đất bằng lài đẹp nha mọi người. Cách trung tâm thị trấn Kiến Đức 4 km nha mọi người. Cách trung tâm quốc lộ 14 4 km. Cách trường chợ xã rất là gần luôn. Đất bằng lài nha mọi người. Bằng lài ở trên đất hiện tại thì đã trồng sầu riêng nha mọi người. Đang trồng sầu riêng này và điều. Sầu riêng thì rơi vào năm thứ hai rồi nha mọi người. Đất này bây giờ mình chỉ trồng chăm lên. Đất bằng lài, lài xuống nha mọi người. Gần khu dân cư luôn. Dân ở đây thì đã sống xung quanh rồi. Cách thành phố Hồ Chí Minh tầm 200 km. Chưa tới 200 km nha mọi người. Đất bằng lài đẹp nè, sầu riêng này. Đã trồng sầu riêng luôn. Ở dưới thì có suối đẹp luôn nha mọi người. Ở dưới là có view suối. Đất so với ở Kiến Thành thì giá này là vẫn còn giá đầu tư nha mọi người. Mọi người yêu thích lô đất thì hãy liên hệ và Zalo hoặc số điện thoại của em để biết thêm chi tiết và được em dẫn đi xem đất nha. Đất bằng lài. Cái này là lài nha mọi người, lài. Không phải dốc nha. Ở dưới này thì có cà phê này, cho thu hoạch này mọi người. Cho thu chín này. Ở dưới nở hậu nha mọi người. Ở trên là 30 mét mặt tiền đường bê tông. Ở dưới nở hậu. Lô đất cực kỳ đẹp luôn. Bằng lài. Hiện tại thì lô đất này chưa có nhà nha mọi người. Đó, bằng lài rất là dễ làm. Ở dưới có suối, có hồ đầy đủ nha mọi người. Giá của chủ nhà đưa ra là 2,2 tỷ. 2,2 tỷ đất ở dưới này. Ở trên thì lại ở dưới này thì bằng nha mọi người nè. Đất mặt tiền nở hậu nha mọi người. Đất này em gọi nói chung là bằng lại, không chốc nha mọi người. Bằng lại thì tại vì ở đất ở đây mà kiếm đất cho bằng trang thì rất là khó nha mọi người, chỉ có bằng lại thôi. Nó xuống dưới suối thì nó lại lại một xíu. Đất này thì em cho là đất đẹp đó nha mọi người. Mọi người yêu thích lô đất thì hãy liên hệ liền cho em nha. Và Zalo hoặc số điện thoại, đường đi thì thuận lợi, ô tô vào tận vườn. Hiện tại thì là đang làm mặt tiền đường bê tông. Cách trung tâm rất là gần, khu dân cư ở xung quanh rồi. Ở dưới thì bám suối nha mọi người. Thường thường đất mà rơi vào xuống suối hay xuống hồ thì nó hơi lại một xíu nha mọi người. Giờ em sẽ xuống phía suối và quay cho mọi người xem. Cách trung tâm chợ xã ủy ban rơi vào tầm 4 km thôi mọi người. Chưa tới 4 km nha. Còn cách trung tâm thị trấn Kiến Đức thì chỉ có 4 km thôi. Rất là gần. Đây, giờ em sẽ xuống quay suối cho mọi người xem. Giá đầu tư nha mọi người. Có máy móc rồi đầy đủ luôn. Bám suối. Đây, có một cái hồ to nha mọi người. Có một cái hồ to này. Để tưới nước này, nước rất là đầy đủ mênh mông nha mọi người. Và bám suối. Tại vì cỏ hơi nhiều á mọi người. Để em đi xuống dưới luôn. Em sẽ quay chi tiết rõ hơn về cái suối cho mọi người xem nha. Nghe tiếng suối chạy róc rách nè. Mẹ em cỏ hơi thì cỏ, nhưng mà em sẽ xuống quay chi tiết cho mọi người xem. Mọi người yêu thích lô vườn thì hãy liên hệ liền cho em nha. Đây ạ. Ngay chỗ đây là bám suối chảy róc rách nha mọi người.
Cái này là khe. Đây khe. Hồ đầy đủ nha mọi người. Ngay chỗ đây là suối này, mà suối này mọi người, nước ở đây nhưng mà họ ấy cỏ lấp lại cái suối nha mọi người. Ngay đây nó chảy róc rách mà cỏ nhiều quá, em có thể quay suối cho mọi người coi, nhưng mà có hồ có suối nha mọi người. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của em.